Cô gái rơi xuống hầm thang máy tòa nhà ở Hà Nội tử vong. Công an quận Ba Đình, Hà Nội đang thụ lý điều tra làm rõ vụ việc một cô gái trẻ bị rơi vào hầm thang máy của tòa nhà cao tầng trên phố Kim Mã từ tầng 7 xuống tầng 1 dẫn đến tử vong. Sáng 22 tháng 10, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo đội hình sự Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, sự việc trên xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 19 tháng 10 tại một tòa nhà cao tầng trên phố Kim Mã, phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, khiến một nạn nhân tử vong. Theo đó, khi cô gái NHA sinh năm 2000, trú tại phố Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, cùng chị NQN sinh năm 1998 ở phường Kim Mã, đi thang máy từ tầng 8 xuống tầng 1 tòa nhà cao tầng nói trên, thì thang máy gặp sự cố tại tầng 7, hai người bị mắc kẹt bên trong thang máy. Lúc này, hai cô gái đã gọi cứu hộ thang máy và được bảo vệ tòa nhà hỗ trợ mở cửa thang máy. Trong lúc NHA trèo từ tầng 7 ra, bất ngờ bị rơi vào hầm thang máy xuống tầng 1, nạn nhân ngay sau đó được đưa vào bệnh viện Sanh Pôn cấp cứu nhưng đã tử vong. Công an quận Ba Đình đang tiến hành các công tác điều tra làm rõ vụ việc.